chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Bingat Studio. लिखो ना शब्द बहता वक्त बाकी व्याकरण है सख्त मेरा तख्त है मेरा तख्त है ये आमरण वो आगमन या हो भ्रमण परिक्रमा हजार है चार है क्या चांद उसके पास जो मिसाल है सवाल है ना है जवाब ये ख्याल से ना वाह हमने भी सेम giữ tất cả các bạn ca khúc 11 của nhóm I Have nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay nha. Ok, đầu tiên thì mình sẽ vuốt ba cái và chạy phần chân. 1, 2, 3. Đá chân bên trái lên và phần tay mình sẽ giữ khung như thế này. Và mình dừng một cái, vuốt phần tay phải từ dưới lên, chắp phần tay và mình lúc này mình sẽ nhón phần chân lên, kéo và hạ. Ok, phần này mình nhớ chắc lại ha. Kéo và hạ. Sau đó mình sẽ bước chân qua phải. 1, 2 và 3. Mở đóng. Ok, phần chân của mình sẽ dùng phần hông nè. Và phần đầu gối. Phần đầu gối mình sẽ hạ lên hạ xuống. Và phần hông của mình sẽ đánh qua đánh lại. Phần tay của mình sẽ phủ hai lần. Ok, 1, 2 và 3. 4 và. Sau đó phần chân của mình, mọi người sẽ tập riêng cái phần chân như thế này nha. Mình sẽ rớt xuống chân mình phải. Ok, chân phải rớt xuống. Mình làm hai lần. Phần tay mình sẽ để tay lên trán như thế này và xoay một lần, gạt đầu qua một lần ha. 1 and 2. Nếu mà kết hợp cả hai động tác này thì sẽ hơi liệu, cho nên là mình sẽ cố gắng mình tập phần đầu riêng nè. 1 và 2. Phần chân riêng nè. 1 và 2. Ok, sau khi mọi người quen mình sẽ kết hợp hai động tác đó lại ha. 1 và 2. Rồi mình đi 3, đi 4. Ok, sau đó mình sẽ đặt tay phải lên. 1 and 2 and 3. Phải trái phải. Phần chân của mình sẽ nhảy lên chân bên phải ha. Như thế này. Cứ bật bên qua lại như thế này nha. Rồi mình làm 3 lần. Lần thứ 3 mình sẽ bật lên. 2 lần đầu mình sẽ làm thấp ở dưới, ví dụ nha. 1 and 2 and 3. Ok, đến lại 2 tiếng and 1 and 2 and 3. Rồi sau đó mình sẽ co phần chân lên và rút tay bên trái đưa ra. Phần tay phải mình sẽ bỏ xuống ha. Đưa ra. Rồi mình đếm lại nha. Chắp chùm lên. Đưa qua. Và hạ chân phải, tay phải. Mình sẽ đưa tầng lên như thế này. Và kéo qua một cái. Ok, mình đếm lại. Chắp chùm qua. Rồi sau đó phần hông của mình sẽ đánh xuống 3 lần. Phần tay của mình sẽ để lên mắt như thế này. 1, 2, 3. 4, 5 là mình sẽ đánh ngược lên. 1, 2, 3 là đánh xuống. 4, 5 là đánh lên ha. Đập và bùm. Kéo phần tay từ dưới lên. Và lúc đó mình sẽ làm biểu cảm là ok. Rồi mình đến lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Rồi sau đó mình sẽ đưa tay qua. 1, 2, 3, 4. Phần hông của mình sẽ đánh theo phần tay. 1, 2, 3, 4. Phần hông số 4 là mình sẽ đưa hẳn lên trên. Và mình cuộn về. 5 and 6. Phần tay của mình sẽ hớt qua phần bên, nghe cái lỗ tai của mình. 5 and 6. Và lên. Là phần tay của mình sẽ mở lên như thế này. Lên. Tắt. Bực. Ok. Rồi sau đó mình sẽ mở chân bên phải qua như thế này 3 lần ha. Mình cứ đưa lên và về, đưa lên và về. Phần người của mình cũng sẽ uyển chuyển theo như vậy luôn. Rồi phần tay của mình sẽ lên là giữ yên, qua và giữ yên. Mở hai tay, mọi thứ đều là hai nhịp nha. 1 bỏ 2, 3 bỏ 4, 5 6. Ok. Kèm theo phần tay sẽ là đạp đen, mình đang ở đây nè. Rồi mình đặt lên, chùm chắc là đổi bên lại ha. Rồi bật lên. 1 hạ 2 3 hạ 4 5. Kèm theo đó là mình, nếu mọi người quen rồi á thì mình sẽ bật cái phần đầu qua nè. Ok, bật cái phần đầu qua ha. Rồi mình đưa ngược về chân bên phải. 1 and 2 and 3. Rồi sau đó mình quay trở về. Ok, sau đó mình sẽ làm tiếp một lần nữa. 1 2 3 và 4. Rồi mình sẽ feel theo cái động tác mà mình muốn. Ok, mọi người có thể tham khảo bản chính của nhóm A Hẹp ha.
Ok, bây giờ mình sẽ đếm lại một lần từ đầu cho đến đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ ghép nhịp thử cái tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, hấp 4, 5, 6 và lên xuống 1, 2 và 3, 4 và 5, 6 bước, 7 bước, 8 tay 1, 2, 3, 4 và 5 và 6 và 7 đi không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7 đi tay lên 1, 2, 3 đưa hông lên 5 and 6 giật 7, 8 và 1 hạ, 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 3 hạ đổi bên, đổi bên, đổi bên và 1, 2, 3 và 4 feel 5, 6, 7, 8 ok 6, 7, 8, 1 2 và 3, 4, 5, 6 và 7, 8, 1, 2 và 3, 4 và 5, 6, 7 lên trên 1, 2, 3, 4 và 5 và 6 và 7, 8 3 nữa 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 và 6 Ok Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong vũ đạo của ca khúc 11 của nhóm I Have rồi. Thì mình rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể học được nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn mình làm video hướng dẫn nào mới nữa thì hãy comment ngay bên dưới để mình có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp mình nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.